không ai quan tâm người bệnh nhân á. Khi nhà đông anh chị em mỗi lần vào thăm bệnh kéo 14 người ngồi tám chuyện rơm rã như chợ Tết. Thế đó căn phòng nghỉ dành cho bệnh nhân từ xa xa đã nghe vang ra tiếng nói tiếng cười của các cô các mợ, cho đến khi bước vào lại càng khiến dân mạng thêm phần hoang mang, vì giữa một rừng người ta đang rộn ràng nói chuyện với nhau, không biết được ai mới là bệnh nhân thật sự. Do nhà đông anh chị em nên khi có một người bệnh là mỗi người rủ nhau một tiếng, tập hợp đâu đó cũng trên dưới 14 người kéo vào thăm bệnh. Thế nhưng thăm người bệnh thì được mấy phút, mà tập trung tâm sự chuyện sớm chuyện làng thì suốt mấy tiếng đồng hồ. Người bệnh chỉ nằm mỗi một giường, trong khi thân nhân thì gần như bao luôn cả các phòng bệnh, người đứng người ngồi rơm rã với nhau y như là đang đi chợ Tết. Mặc dù nhìn qua có vẻ khá ồn ào, nhưng một số người lại cho rằng người bệnh đôi khi muốn thấy được sự rộn ràng của anh chị em trong nhà để không cảm thấy tủi thân khi nằm trong phòng bệnh. Không ai quan tâm người bệnh nhân á, chỉ người bệnh. Một số bình luận được mọi người để lại. Thật tình mà nói thì người bệnh nằm viện rất là cần như vậy. Nằm viện không ai thăm là buồn rồi tủi thân lắm. Cảnh này thật quen thuộc, giống nhà tôi vậy. Đi nuôi cháu mới sinh mà 12 người ở lại, hên bác sĩ không có đuổi về. Tôi nằm viện là chỉ có một mình, tự biên tự diễn, thấy người khác có người vô thăm, tôi thấy tủi lắm luôn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.